bắt đầu vào buổi sáng này, đã bắt đầu đi tắm đông lắm này. Đấy, toàn người đẹp Tây Đô đi tắm sớm đấy. Đấy, tắm đã về đây. Ăn. Đi ra nhá. Đi ăn rồi. Đây ai đi ăn vào đây à? Đây, người đẹp đã tắm hết rồi. Có đây, ra chơi hiểu gì người. Nay vào bắt đầu một buổi sáng có nắng đẹp trời. Nay bắt đầu ra bãi biển nhé. Tại bãi biển Sầm Sơn, Thanh Hóa để tắm mát, vui chơi, ăn chơi, giải trí hôm nay ở đây đây. Qua là chủ nhật, hôm nay chơi tiếp hôm thứ hai nữa. Bây giờ tắm đâu đã? Thiếu gì tắm đời. Nhìn má kìa, nhìn má kìa. Đâu mai đâu? Mai đây. Cầm mai đây, mai cũng ông đi cùng với nó đi. Đi sang đi. Ô tô là phải nhường mình mà. Mình đi nữa, các bạn đang mày đâu? Quay lại. Ôi giời. Mình mua qua không? Dạ. Hello, chào mọi người nhá. Mình hôm nay lại bắt đầu sáng sớm gia đình, tại gia đình ra tắm biển Sầm Sơn này. Đây biển đây nhá. Đấy. Bắt đầu sáng mà đã đông lắm rồi. Đông người tắm lắm rồi. Nhưng mà tắm là phải về ngay thì ấy. Bình tĩnh, bố cứ gọi cho người mát đã. Ra đây để chụp ảnh cho đẹp đã. Kệ nó. Đi ăn bây giờ ông giờ thằng chỗ nào tao ngon mày không ngon, ăn ăn một chỗ, đi chơi một chỗ, ăn đã dã đi muộn rồi còn đòi ăn gì. Chỗ khác nữa rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Mạnh nhá, chứ mạnh sao? Tắm tiếp không? Quá. Để chơi đã xong chốc mới tắm, giờ chưa tắm đâu. Cứ bình tĩnh. Giờ vẫn sớm mà, bây giờ cứ chụp ảnh đi. Đi chơi chơi đi. Sẽ phải tắm. Tắm một lúc thôi. Đồng lắm. Đây, các người đẹp cởi ra trắng tuyết trần luôn. Đây. Đây đã lên đây. Đây là các người đẹp Tây Đô ở trên rừng lên. Trên rừng xuống biển tắm này. À, diều là ít gió đúng rồi, diều phải có gió rồi, không có gió không lên được. Không bay được. Để chốc chiều tối. Chiều tối xem có các bạn lại tắm sớm thế nhỉ? Đã về rồi. Tắm sớm thật á. Này. Đã chưa? Mới sáng ra là đông như thế này. À đây là khu kỷ niệm bảy Sầm Sơn đây này.
Đây, lại một buổi sáng có nắng đẹp trời. Mình xin chào tất cả các bạn. Các bạn có xem kênh của mình cho mình xin một like và một đăng ký kênh để ủng hộ kênh Duyên Béo nhé. Đây là làm khu vui chơi giải trí để chụp ảnh lệ phí. Cái người đẹp đây, người đẹp Tây Đô đi tắm biển, người đẹp lắm, trắng tuyệt trần luôn. Được, lấy luôn đây, ở trong kiệng 20, trong kiệng cũng có 20, đây nhiều gần, đây cũng thuê cho cháu qua 20 trong đấy. Ui, vẫn sóng đẹp lắm, sóng to. Sáng ra đã sóng to đẹp tuyệt trần. Đấy, các người đẹp kìa, ra tắm mình cõng trả lưng kìa. Đi trên lưng luôn. Được chưa? Đấy, trên vệ bãi biển là những nhà nghỉ dưỡng khách sạn cao tầng đồng lắm, nhiều lắm, nhiều nhà luôn, mà ở đây nhiều người luôn. Đây là cái hết tầm độ 10 lít rượu, mang bia đi đúng không? Mang bia đi đi, không bọn này có uống rượu đâu. Bia. Thật, không uống rượu đâu, bọn này chỉ tốn gái ấy. À quên, tốn ấy. Rồi nhớ mồm, nhớ đó. Không, không vấn đề gì đâu, đã đánh ai đánh thuế đâu. Tất cả là đi 2, 4, 6, 8, 9 đàn người cả lắm rồi. Ở khách sạn này biết phết đấy. Hết chưa em đã mang thứ đâu. Chưa có nước dừa, em mua ở nước dừa. Quận đây nước dừa. Nước ngọt ra chắc có cỏ bên phòng anh Nguyên đi. Nước ngọt bên nhà anh đấy. Ta mang rồi thế. Hết chưa? Ở phòng anh đi. Thanh đâu, Thanh ơi. Cái gì ạ? Ui, cũng có nữa đây. Hết rồi nhỉ, mang cả đi đi. Mang cả rồi. Cả. Thôi, không phải gì không mua. Được ghê thế nhỉ? 10.000 em luôn, mua cả cái ghế rồi. Thôi bây giờ là đang đi uống rượu, không nghịch những người đấy nó đau. Được chưa? Bọn này quá hết rồi. Bọn này đi bán. Cho nên là thôi, thông cảm. Đi bán, bọn đi bán cái đấy. Thế rồi chứ này, bọn này đi bán hàng. Bọn này đi bán hàng. Bọn này nói chuyện thật, bọn đi bán hàng, bán đây này. Anh đâu? Chỗ khác đi, đi, mời đi, 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 đi. Anh em không đi, đi, dùng mua đâu. Đi đi, tôi đi đi. Đấy, đó biết chỗ rồi. Ra vui chơi ra đây trẻ gái. Đi. Gặp có khu vui chơi à? Ui, đây, đây. Đây. Mây chỗ khu vui chơi. Thế tôi có đi không? Em không đi chứ. Có máy theo rồi chứ. Được, được thích thì đi, không thích thôi, cái gì đâu. Thế thằng Thanh đâu? Đi, nhớ đi đi. Thầy đang lên lấy coca phải không? Năm thì có coca hết rồi đâu. Mang hết chưa đấy, còn đâu đâu mà mang không? Đâu. Thanh đây. Đi. Thanh đâu rồi nhỉ?
đưa về đây. Đi nhanh đi. Em để đấy, chị mũi em. Bắt đầu tối rồi. Đây. Chén này này, đi tránh nước cái rằng ướt chân. Mua chục quá anh. Đấy, ô tô VIP chưa? Ô tô này phải 2 tỷ. Rồi. Điện thoại đeo cầm này không chốc nó đưa cho nó là mất ấy. Nó ham chơi không mất ấy. Ủa gì đây? Nhà khiêu không? Ngựa cỏ lên chưa chơi hết nhà. Xem hết được nhà. Tiền những khách sạn kinh khủng khiếp này. Thang máy. Đây là khoảng 20 tầng, hơn 20 tầng. Đây, có ông thần tài. Thần tài kiếm tiền. Làm sao hả? À, sao làm sao? Làm sao? Như nào? Nhưng mà có không bỏ ghẹ là không ăn ghẹ đâu. Em làm anh bảo đổi gì? Không. À, anh mời thêm như để em ăn hết là xong tính. Em không gọi. Vâng, tưởng là anh bảo đổi thì em muốn gọi gì anh mang đây được hả? Sau ăn gì là tính sau. Như chưa đấy em gọi mấy đĩa thêm là em khác gọi. Có mực này salad. Salad súng. Ngồi đi. Bắt thôi. Mình gọi à? Em cứ đúng với lộ mà. Mình có ba lem rồi, cứ thế mà diễn thôi, gì đâu. Đây là dành những người liều mạng đấy, thịt sống đây. Mình đơn giản. Tóc là tóc phòng thôi. Nghe đây. Dạ được ăn rồi. Ngồi đây. Bắt cho cháy thì chưa còn nhiều bia này, mới bằng 10 lon đấy, còn 14 lon nữa. Nóng luôn. Cái này nóng ra mà cuốn. Cho bé lửa thôi, nóng quá. Lạnh lắm. Mình ăn dần đi xong rồi ăn đâu thì gọi anh đấy. Các ông vị gọi mình mời thì ăn trước thì cứ bảo thế kệ, ông bảo mình từ chưa nhận. Đấy thì vừa đấy. Hết rồi thì đang uống rồi thôi. Không được biết. Ông mới bảo là ai đâu có ăn thì hấp trước. Không. Không. Mình không ăn thì bảo không ăn như thế thôi. Có đủ nhiều thứ mà. Nhiều thứ mà. Kệ đó. Không ăn gì hết. Mình không ăn hết thì mình thuê. Nào luộc thì không ăn, đặt gang rồi đặt gang. Đâu, để mua nhiều bán nhiều, mua ít bán ít. Một tí bao tiền em? Một tô bao tiền? Một tô 15.000 ạ. Thôi đặt ghê đi. Hai bơ là 30.000 ạ. Ôi giời, bán em này bán mấy mà giàu thế? Ôi giời ơi, làm gì mà giàu? Giàu mà. Bán nhạc thì được, bán xuống mà giàu ăn. 30.000 là giàu rồi, ăn không hết được. Vâng. Lấy gặp may đấy. Người thì bảo không mua nhưng người thì bảo trả tiền là may rồi. Cảm em. Chồng được khen em rồi, em có lộc. Thôi chắc chỉ có thế thôi. Mua
quên giá này không mua sơn quẩn đấy đâu. Có lạc giang mua thêm gì nữa, về giang mai lên chuyện gì. Ừ đúng rồi. Đùa em đấy mà, đùa em đấy thế. Bật lên bọn thân, bật lên đi. Bật bia đi, bia này mà chứ. Bật lên, cho nó nóng. Cũng chỉ là mai luôn. Đây là bữa tối của anh em ăn chơi nhảy múa ở Sầm Sơn Thanh Hóa. Bữa tối nhá. Bữa trưa thì đã chén xong rồi. Gọi là 9 món. Bây giờ tăng. Bây giờ là tăng 11 món. Thật đấy. Bao giờ là đủ để review nhỉ? Review dần tương với cái mắm như này. Review luôn. Người đang đẹp review luôn. Dạ em Dung ơi, chào chào. Mọi người cho một like. Đang ở Sầm Sơn Thanh Hóa đây. Đang đi khoe đồ đẹp đây. Đó. Ở đây gặp cháu rồi. Uy tín, uy tín. Đây là móng tay nhá, ăn cả móng tay luôn. Các em làm đẹp bằng móng tay nhưng mà ăn cả móng tay luôn. Có mấy con bẩn không nhưng mà ăn móng tay đấy. Mai ơi, nào xin hello xem nào. Để về chỗ đây, nào. Tiếng Anh đâu hello xem nào, cho nó mới tí. Nào, Mai ơi. Hello để chào các bạn để kênh YouTube nổi tí. Đâu, nhìn đây này. Xin chào. Nữa. Chào chào. Nhanh lên. Mở cao. Xin chào thế nào. Cao đây nó uống này. Đối đây ra ít nhỉ. Rồi. Hello, xin chào mọi người nhá. Mình mời tất cả mọi người trên kênh YouTube của Duyên Béo ăn hải sản nha. Nào. Đồ bát nào? Chưa cốc ở đây rồi. Chưa cốc đây rồi. Đó, mang mang mượn cốc đây, mang mượn cốc đây. Là cốc thay ơi. Thôi đã, cốc kìa. Trên trên cốc kìa. Không có nó gọi mà. Cốc có mỗi thằng ngon được. Mang đây, mang mang mượn cốc đây. Đây để em xin mấy cái cốc anh ơi. Xong cho sang 2-3 cốc đây. Đó là gà muối cốc. Gà muối. Đang chuẩn bị. Đổi món. Nào Hiếu ơi, chưa bác cốc này. Hiểm quá rồi, này mãi chả thoát được bia. Mang cho họ. Đây mang cốc bên này thôi. Nào, lần này xin chào mọi người. Chúc tất cả anh em. Chúc bố nhé. Anh em mời bác, mời các anh em. Rồi nhá. Mời tất cả anh em. Ok. Là cái gì thế thì nó khó với hết. Đây, có bên này nhé. Được cũng được. Đấy là cá giò đúng không? Ừ. Món cá giò này. Có món gà răng muối muối biển với loại muối đào đó nhá. Cốc móng tay này cho to lên đi. Rồi thì có tên mực lộm rau dớn. Còn mực chiên rồi tôm chiên rồi còn gì nữa. Còn tôm chiên mực xào nữa. Mua mấy thứ? 9 hay 10 nào? 11. Chưa đủ. Có quả đuôi rồng sao phải không? Có 11 thứ cả. Lúc sáng đã 9 thứ rồi. Đuôi rồng mực. Chứ sao? Chứ dù à? Đây là đuôi rồng cỏ à. Đây đuôi rồng cỏ đây. Giả thật công nhận ở đây bán đĩa giả này. Anh ăn cơm. Cho ông này non nước. Thôi đấy mà. Bảo cháu lấy rồi. Rồi lâu quá anh em uống một mình cứ đứng nhìn. Vâng, đây ăn đây. Nào.